em nói gì là em đã có thai có chuyện gì tôi biết rồi tôi tới liền phải làm sao đi ờ à, cô chủ đã tới rồi thì vô đi sao đứng đây làm gì em vào trong trước anh bận việc lát nữa vào sau chí hiệp chí hiệp đã xảy ra chuyện gì gấp hay sao có chuyện gì với nó no? bây giờ phải làm thế nào hay là không đã tới rồi thì cháu vẫn nên vào chào hỏi hai người chí hiệp sẽ quay lại ngay chúng ta vô trong ờ. À. ờ cô chủ hãy vô đi ừ. chuyện này là sao cô chủ sao lại tới đây Chuyện này là sao? Chuyện bây giờ lại thành ra như vậy. Em rất là hiểu tâm trạng của anh. Bản thân em cũng kinh ngạc giống như anh. Biết làm sao, vì đây. Em biết hôm nay là ngày rất quan trọng đối với anh. Ý nghĩa như thế nào với hạng chí hiệp? Em thật sự không có muốn làm hư chuyện. Biết rồi mà còn hành động như vậy. bây giờ phải làm sao bây giờ em phải làm cái gì anh muốn thế nào em sẽ làm theo ý của anh <laughs> có nghĩa là bạn gái của chí hiệp chúng tôi là cô kỳ Huệ phải không cái bà này thiệt là... Ai, là ai là cô và chí hiệp của chúng tôi có quan hệ kiểu đó à không 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 cô tới đây là gì muốn kết hôn với chí hiệp của tôi chớ vợ chí hiệp đã có thời gian hẹn hò trước đó nhưng muốn kết hôn thì cần phải xin phép cha mẹ hay Ê, vậy là trước đó cô đã có quan hệ với chí hiệp rồi cháu cũng không bao giờ nghĩ tới cô là cô chính là má của chí hiệp <laughs> rõ ràng hai bên địa vị quá chênh lệch ngay cái nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ bạn gái của con tôi có thiệt là cô sẽ kết hôn với chí hiệp con tôi cái bà này thiệt là đương nhiên vì muốn kết hôn cho nên mới tới đây Không lẽ vì muốn ly hôn mà xuất hiện ở đây sao Tôi thấy gia đình chúng ta sẽ là Xui già với gia đình của chủ tịch Không phải sao Xui già cứ quỷ gì đừng có suy nghĩ quá xa mà Đã tạo dựng sự nghiệp Còn má của anh thì là cô giáo đã nghỉ hưu Bây giờ ở nhà lo công việc gia đình Có thầy Anh không cần phải lo em sẽ không gây khó nghe điện thoại đi có phải là gì em hay không Điện thoại vô lòng để lại lời nhắn Xảy ra chuyện gì chứ <laughs> Alo anh Thư Hiền Cô đang làm gì đó Thì đang đi bộ ngoài đường Ngày nghỉ cho nên ở nhà nghỉ ngơi thôi Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau hay không Tôi rất muốn gặp anh Có phải cô cụ có chuyện gì hay không không phải nói hôm nay là gặp ba má của chị hiệp sao gấp nên chỉ mình tôi đi chào hỏi ba má ảnh hay chuyện này là sao trong những trường hợp như vậy mà lại để một mình bạn gái gặp ba dù sao cũng không thể thích người đó được chắc là cô đã cảm thấy rất là bất tiện phải không nên cũng không có gì là bất tiện chỉ có một chút ngạc nhiên thì ra ba của ảnh chính là chú Hàn. Tôi biết chuyện đó. Anh đã biết hả? Anh đã biết được từ hồi nào? Ừ, cũng hiệp, giả giờ không quen biết bà của ảnh. Nhìn qua cũng biết là giống con trai của chú Hàn, nhưng mà đây cũng là việc mà chúng ta có thể hiểu được. Lại là người giúp việc cho gia đình của tôi. Ồ, ừ, vậy sao? Thì cô cũng không biết việc đó khi mà gặp ba má của chị Hiệp phải không? Có thể là anh không nói cho cô biết. Do gì mà lại làm như vậy? Cha mẹ trên khắp thế gian này đều là những người đáng được tôn kính. Như tại sao lại... Là... Còn chuyện gì giấu tôi nữa hay không? Những gì tôi thấy bây giờ có phải là bộ mặt thật của anh? xảy qua chuyện này? Tôi cảm thấy vừa giận lại vừa thương. Tại sao anh vậy? biết đâu. vì muốn che giấu lời nói dối khác còn lớn hơn nữa. không lẽ anh nói yêu tôi? cũng là nói gạt tôi. vậy có lẽ chi hiệp chính anh ta cũng không biết má của anh tại sao lại làm người giúp việc nhà cô cha mẹ không phải sao có lẽ là anh thật sự không biết cho nên hôm nay mới có thể giới thiệu ba má với cô nếu anh biết sẽ không có giới thiệu đâu. ơi à, làm việc chung với nhau lâu rồi tôi cũng sẽ biết nói những lời bảo vệ cho hàng chí hiệp. chủ tịch và phu nhân chắc là chưa biết chuyện này. không phải là hai đứa nó đã hẹn hò với nhau từ lâu lắm rồi. phải à, có ngày hôm nay biết gia đình người ta giàu có lại làm những chuyện như vậy. hai đứa nói dù muốn kết hôn nhưng tôi biết rõ ý. <laughs> da, hôm qua thì đẹp hơn nữa kìa, thế thiệt. Thế cho dù chủ tịch và phu nhân phản đối cũng không có tác dụng. Còn nói cho khó nghe, nếu như cô chủ ý. Bà hãy nói những câu nói của con người đi có được không? Nếu bà là chủ tịch của một khách sạn, bà có để cô gái của bà kết hôn với con trai của một người lái xe hay không? Ê, thiệt. Từ phi là... <laughs> đây là tình huống không có được chuẩn bị chứ Kỳ quệ luôn bị chủ tịch gây ám khí Để mà thoát ra đối đầu Nếu như gì chuyện hôm nay Mà giống như trước Theo Nghĩa là hôn sự với mình kỳ quệ Anh coi là quan trọng hơn em và con Có phải gì không Đây vốn không phải là cuộc hôn nhân đơn thuần Hàng chí hiệp Với tình hình hiện giờ Là biến số quá lớn trong cuộc đời của anh Em xin lỗi Quá lớn trong đời anh Em sẽ không để Chuyện này phá hỏng cuộc đời của anh. Em sẽ biến mất ngay trước mắt anh, để cho anh theo đúng như kế hoạch, không có cái gì cản trở được. Thấy anh khó xử vì em mà tỏ ra kiên cường, em chịu không có nổi. Gì vậy? Em đi rồi sao? Anh không cần phải vì em mà chịu trách nhiệm, càng không cần phải vì em mà từ bỏ mình kỳ quậy. Đối với anh Minh Kỳ Huệ chính là đôi cánh Để cho anh phát triển em ra Em không cần phải làm như vậy Không đâu Em đã từng vì anh mà tiếp tục sống Bây giờ em sẽ vì anh đi tìm cái chết <laughs> Anh xin em đừng có như vậy Nếu mà em muốn anh trở thành người đàn ông xấu xa Anh sẽ không giống như từ bỏ Minh Kỳ Huệ Mặc dù cuộc sống Không thể cho em tất cả mọi thứ Nhưng không thể để cho em chịu khổ Nhất định phải tiếp tục sống Hôm qua Đức nói gì Chị thấy thế nào Có chút chuyện đột ngột Cho nên Chí Hiệp đã bỏ đi nửa chừng Trời đất Là chuyện đặc biệt đó Chắc là làm cho chị thấy ngại ngùng Rốt cuộc là chuyện gì xảy Ảnh không có phải là đã đi gặp một cô gái khác chứ Anh nói là có chuyện gỡ hỏi lại Là chuyện gì mới được chị đừng có mãi ngồi đây chỉ biết ngồi trong phòng của phó chủ tịch như vậy mà suy đoán hãy tới phòng của chị tại sao lại bỏ đi tỏ ra quan tâm và lo lắng cho ảnh hơn xem ra trong mắt người khác thì tôi cũng hơi hình như gần đây chị có chút thay đổi chị đối với chí hiệp cũng vậy đối với tôi cũng vậy đây hay là chị đang giận hai người chúng tôi hai người đã trở thành chúng tôi từ hồi nào À không. Chỉ là tiện miệng nói ra, đâu có ý gì khác. Tôi vẫn đối xử với hai người bình thường. Thì từ phía người có cảm nhận mới là người thay đổi. Chị có thể nghĩ như vậy. Đâu có sao. Hả? Ờ. Vậy ra ngoài đi. Tôi còn có nhiều tài liệu cần phải coi lại. Tôi biết rồi. bắt đầu từ phòng của tôi nữa đây là phòng phó chủ tịch không nên tùy tiện ra vào là bạn bè tôi nghĩ đôi khi tôi cũng có thể qua gặp chị nhưng đây là phòng làm việc hơn nữa tôi là cấp đó chị hãy nhớ kỹ đây là lệnh của cấp trên ra lệnh cho nhân viên dưới quyền từ nay tôi sẽ chú ý hơn Minh Kỳ Huệ càng ngày càng rất thú vị. Sao vậy? Lại có tịt Vừa nói nó không có chuyện gì đặc biệt thì không được tùy tiện vào phòng của cô ta. Cô đang ở phòng làm việc hả? Vừa rồi thấy cổ cô... dập. Chắc cô muốn biết chuyện của hôm qua. Em thấy cô ta không có hứng thú gì về chuyện đó. Nếu như bình thường, cô hôm qua đã xảy ra chuyện gì với anh. Nhưng cô ta đâu có làm. Em nói cũng phải, đã xảy ra chuyện gì minh kỳ quệ thường ngày nữa rồi hay là cô đã phát hiện ra chuyện gì làm sao có thể em à, thì làm sao minh kỳ huệ có thể phát hiện được ta à, vẫn phải cẩn thận cô là người nhạy cảm hơn em nghĩ nhiều em cũng có thể là người bị minh kỳ huệ phát hiện còn một người khác nữa Nhưng mà em... Làm gì? Đứa nhỏ trong bụng. Em đã nói với anh. Em sẽ không buộc dây dọc. Anh không cần phải lo lắng. À. Hôm qua em rất hoang mang phải không? Và... Chắc là anh có chuyện gấp nếu như không thì đâu có thể nào bỏ đi trong trường hợp như vậy. Ờ, cũng phải, bởi vì anh có chuyện gấp phải về quyết của anh rồi phải không? ờ bộ anh không nghe má của anh nói là gì sao? ờ tối hôm qua về trễ sáng nay đi lại. Làm... thì ra là vậy sao má của anh đã nói gì? thực ra không có sao. ba má của anh là những người rất tốt, họ lúc nào cũng tự hào về anh anh có được cha mẹ như vậy thì rất là hạnh phúc còn muốn ở đây à em phải ra ngoài có chút chuyện ồ oh. ờ, oh. anh biết thực ra đã xảy ra chuyện gì kỳ quệ không thể nào hành động như vậy Thật ra thì tuần này con có thời gian hay không? Bà muốn giới thiệu với con một người. Chắc là một tập đoàn lớn hơn anh Nhân phải không? Thế nào? Không muốn à? Phải, không muốn. Là vì hàng chi hiệp có phải không? Sự hai đứa. Muốn kết hôn? Sớm muộn gì con với chi hiệp cũng sẽ kết hôn. Chỉ là giờ chưa tới lúc. Con ở Mona Lisa chỉ muốn chuyên tâm vào sự nghiệp của con kiến của Hội đồng Quản trị. So với việc dựa vào sức mạnh của người khác, con muốn khẳng định bản thân. Con sẽ không có chuyện gì với hạng chi hiệp, có phải không? Dạ. Cho nên ba đừng có dậy nữa. Ý ba nhiều lần quá, như vậy cũng là đủ lắm rồi. Con không muốn tiếp tục. Cho nên xin ba hãy quỷ cuộc hẹn cuối tuần này. Như thế nào, nói người ta tới nhà thì con mới có thể nếm thử. Cái thằng quỷ mắc dịch Chị giao chứ đâu phải món canh đâu mà để con ném thử ừ, Cái nó cũng nói không được Một người xinh đẹp nhiều tiền lương thiện Là bạn đời của anh trai con Ô, <laughs> Con gái nhà đó có gì đáng tiếc Mà lại muốn kết thân với nhà Con về rồi Ấy chạy chạy con về tới rồi hàng chí hiệp Con rể tương lai của chủ tịch khách sạn Mona Lisa Sáng sớm chưa gặp thì con Con rể chủ tịch khách sạn Mona Lisa Người mà sắp trở thành chị giao của con Chính là con gái của chủ tịch khách sạn Vậy con anh quệ thế nào? Ê, ngay cả việc má là người giúp việc của nhà đó, chị dâu cũng nói không sao. Em nói gì? Má là người giúp việc cho gia đình đó. Rốt cuộc chuyện này thế nào? Cô kệ quệ không nói trước chuyện này với con hả? Mọi chuyện là thế nào? Bà má cứ nghĩ là cô chủ đã nói với con rồi, không có hay sao? Chị phải không? hay là hãy cắt đứt quan hệ với kỳ quệ đi ông có điên rồi chưa Trẻ bí ngô đang lăn tới nhà sao phải đá đi ba má làm ơn tại sao lại có thể như vậy được tại sao <laughs> <laughs> thiệt tình ảnh sao vậy Thế nổi giận là bỏ đi ngay à lại còn lớn tiếng nữa hay à Anh đây thì... Anh thì không biết em Chuyện đó không quan trọng Nhưng đối với anh nó rất quan trọng Anh thật sự không biết Nếu biết đã ngăn má không có cho má làm Đâu cũng... Đã trễ rồi không cần gọi cho em Mà nói về chuyện này Nếu như anh gọi cho em về chuyện khác Thì em sẽ nghe tiếp Nhưng để thì không cần Em cúp máy nha Vâng. Ừ. Chú tịch về kỳ quệ mà biết thì phải làm sao? À, chỉ cần cháu không nói cho ai biết là được. Trễ vậy rồi, cháu còn tính đi đâu? Cháu có cái hẹn với người bạn. Bạn? Là có muốn uống với bác một ly hay không? Nè, ngồi xuống. à nghĩ lại cháu chưa từng ngồi với nhau nói chuyện như thế này công việc của giám đốc cháu làm tốt chứ dạ nếu như vậy được rồi cháu phải nỗ lực cố gắng hơn mới có thể đảm nhiệm được chứ không có cái suy nghĩ chỉ muốn cố gắng làm tốt công việc hiện tại mà thôi vậy sao ai à, cũng đúng con người ta lu tội và sẽ bị trừng phạt đó là lẽ đương nhiên mà à. chỉ cần không có giả tà bác nói đúng bác nghe nói có không ít người có giả tâm muốn chiếm vị trí hiện tại của kỳ quệ à, nhất định phải trở thành sức mạnh ở bên cạnh của kỳ quệ người có thể tin tưởng được ngoài cháu ra không có ai khác chỉ cần là những việc giúp cho kỳ quệ không có gì cháu không làm được đó mới là bạn <laughs> Khi có được người bạn giống như cháu Cháu hãy đi gặp bạn đi Dạ Âm, uhm, không cần phải lo lắng cho kỳ huệ Đã có cháu ở bên cạnh Chăm sóc cho cô ta Được rồi, cảm ơn cháu Chăm sóc cho kỳ huệ sao Đổ quả cho nó dùng tai nạn giao thông đó làm cái cớ để vô nhà này. Gì? Mày nhất định sẽ bị trừng phạt mà. Hãy ráng mà chờ đi. <laughs> Người sắp trở thành chị dâu của mình là con gái của chu tịch khách sạn Mona Lisa, đó chính là chị của ân Huệ. Nếu mà anh hai và chị của ân Huệ có cơ hội, <laughs> nhưng không có trường hợp anh em kết hôn với chị em. <laughs> Chú à! <laughs> à chứ Ê, ân huệ chú đợi ân huệ có lâu không Ê, không à, ân huệ à em có chị gái có đúng hay không dạ là chị kỳ vậy còn người lần trước anh gặp em khi em lạc đường là ai vậy em gọi là hỷ thu mà chị hỷ thu không phải là chị ruột của ân huệ thôi đợi chút hỷ thu không phải là chị ruột của kỳ huệ dù sống chung ở trong một căn nhà nhưng mà không phải là chị ruột à dạ chị hỷ thu là người xấu anh đã có nói nhìn là biết rồi nếu mà chị ta có bắt nạt em đó thì em hãy nói với anh anh sẽ cho cổ một bài <laughs> chú bình hiện à chúng ta ăn bánh mì nha chúng ta ăn bánh mì nha wow! con <laughs> gấu bông này có thể thu âm được nữa hả <laughs> hay quá đúng là thú vị lần đi hả <laughs> Nên nói cái gì đây ha? À, à, à. ân huệ. Chú Bình Hiền rất là thích. Ân huệ. Rất là thích đó. Là thích ân huệ. À, à, tiền tình xấu hổ. ấy à, à, xấu hổ quá trời à. <laughs> Chuyện hôm qua nói qua điện thoại và má của anh Em không có hiểu lầm Và sẽ không vì chuyện đó mà khiến quan hệ chúng ta có thay đổi Anh không cố ý giấu em chuyện má anh giúp gì cho gia đình của em Em biết Anh không phải là loại người đó Nhưng mà Biểu hiện của em Tại sao Có phải gì Anh giấu việc ba anh Lái xe cho chủ tịch Có phải vì chuyện đó mà Không lẽ Chuyện này là thật không phải em cũng tin anh không phải là tin mà là muốn tin rốt cuộc chuyện là sao xin hỏi giữa anh và kỳ huệ xảy ra chuyện gì có phải không tôi và phó chủ tịch sao vậy? muốn chúng tôi xảy ra chuyện à hey. bỏ đi anh có thể ra ngoài <laughs> giám đốc hàng vào ngày mình giới thiệu kỳ huệ với ba má của anh à, sẽ xảy ra chuyện gì lo chuyện gấp tới mức nào buộc phải để lại bạn gái của mình bỏ đi Tôi rất là thắc mắc số của là chuyện gì. <laughs> Xem ra quan hệ của hai người, đặc biệt hơn là tôi nghĩ. Thậm chí tôi còn không được biết. Bây giờ anh vẫn không biết làm thế nào mới gọi là công bằng cho kỳ quệ thì phải. Chuyện tôi không biết. Ồ, ờ, cũng đúng lúc tôi biết. Không phải là chuyện kỳ quệ. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Em không cần quan tâm. Em? Hạ ý Thu. Đừng quan tâm. Tuyển dụng ông vô làm nhưng lại không giao việc cho ông. Có phải ông thấy rất bất tiện phải không? Ờ à, dạ... Sau này sẽ lập tức có việc cho thư ký hàng làm, không có sao đâu. Bất luận là chuyện gì cái việc sai tôi tôi sẽ cố gắng làm. À tốt. à. à cháu thấy buồn quá à. Mình đến khách sạn Mona Lisa chơi đi. Ơi cha. Người lớn đang nói chuyện sao không có giáo dục vậy? Không. Em hey, bà nội. Mình đến khách sạn Mona Lisa chơi, sau đó chúng ta đi spa rồi đi bơi có được à, không? Dà. Hả? Đi đi. Nếu mà cháu cảm thấy buồn chán á thì cứ gọi cái chàng trai đó. Hả? Ê, cháu không biết đâu cái tên đó thiệt vô dị lắm một con... tỷ trời... một con ngốc hốp mất hồn tạm thời không muốn nghĩ tới hắn nữa trời ơi trời đất ơi <laughs> Ôi, hiểu chuyện con bé từ nhỏ đã mất đi ba mẹ vì luôn đem trái tìm cho nên bây giờ nó không có chút lễ phép lịch sự nào hết dạ không đâu tôi cảm thấy cổ rất là gần gũi lại vui vẻ à sao lại qua đời 25 năm trước, hai đứa nó qua đời vì tai nạn. Kẻ gây chuyện đã bỏ chạy. Cũng rất đau lòng. Đứa con đoán mình của tôi ra đi như vậy tôi cũng không có cách. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ kẻ gây chuyện gì không có chứng cớ xác thực. Tới bây giờ cũng không thể nào buộc tội hắn. Ê giờ tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Để sao vẫn có thể sống những nhân hòa dòng pháp luật? Nhất định phải bắt hắn, buộc hắn phải nhận tội mới được cứ như vậy sau này mới không dám phạm tội tôi có thể giúp được gì tội phải không Ai... cũng đúng lúc có việc mà thư ký hạng nhất định sẽ giúp được ôi dạ tốt lắm hình như cô tôi đã có nói với anh đây không phải là chuyện mà anh cần can dự không phải là can dự mà là đang lo lắng <laughs> anh cả cô cũng khéo tưởng tượng lắm hả? Người tôi lo lắng không phải là cô và Hàng Chí Hiệp, mà ngược lại Huệ. Cô sẽ vì quan hệ của hai người mà đau lòng vì bị tổn thương. Vậy thì anh có quyền tự do đi ăn ủi cô ta, cứ đúng hay không? Tôi khuyên hai người hãy mau chóng giải quyết chuyện này. Nếu tối nay cô có hẹn không? cùng nhau đi dạo, giờ cũng là để thay đổi tâm trạng một chút. anh thấy bây giờ tôi cần phải thay đổi tâm trạng sao? trạng một chút, giờ tôi đang cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. sao anh xảy ra chuyện gì à? cô tò mò không? nếu tò mò thì nhận lời mời đi. được, tôi sẽ đi. chuyện <laughs> đó không mặc kệ chúng ta được hay sao? Em nói vậy lý gì? Hắn đe dọa sẽ nói chứ. Nếu như chúng ta cứ mặc kệ, kỳ quệ trước sau cũng sẽ biết. Như vậy thì không được. Hôn lễ sẽ không thực hiện được. Tình huống này rồi mà cái đầu của anh kìa. Chỉ biết suy nghĩ tới hôn lễ với cô ta. Anh chỉ lo là không kết hôn được với kỳ quệ thôi phía không? Cao... Anh làm như vậy với người đang mang thai con của anh. Anh không biết là muốn quy hiếp anh so với trịnh tư hiền em còn nguy hiểm mà biết em đang mang thai đứa con của anh thì sẽ như thế nào anh không thấy hiếu kỳ mà thưa anh kỳ quệ không giống như trước đây nếu lúc trước gặp ba má anh của lập tức sẽ đề cập đến chuyện kết hôn nhưng bây giờ không nói gì hết hơn nữa em không phải chỉ một mình cái tên bếp trưởng đó cũng anh bây giờ đang rất hoang mang em không hiểu thì ai hiểu đây em hiểu cho anh mà còn làm gì anh có muốn được thoải mái ở trước mặt của em bất cứ điều gì con muốn để cho em nhìn thấy không phải em có muốn hay sao em biết rồi thì cứ làm đi vừa rồi là vì em có chút đau lòng Được <laughs> chút nữa anh ấy xuống <cười> 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 kỳ quệ à kỳ quệ chị đã đó là gì à. trong hoàn cảnh này có gì để nói